David Beckham, Mỹ Nam đá bóng với những đường cong chết người. Nếu là fan của Manchester United, bạn không thể không biết đến David Beckham. Nếu không phải là fan của Manchester United, cũng rất khó có khả năng bạn chưa một lần nghe nhắc tới cái tên David Beckham. Bởi anh không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà còn là một biểu tượng của văn hóa đại chúng. Điều khó tin là Beckham duy trì được hào quang của bản thân cho tới tận ngày nay, dù anh chia tay sân cỏ đã lâu. Nhân vật của chuyên mục Huyền thoại Quỷ đỏ hôm nay là David Beckham, chàng lãng tử đá bóng với vũ khí đặc biệt là những quả tạt chính xác tới từng mm. Nếu bạn cảm thấy nội dung của video này thú vị, đừng quên like video, subscribe kênh Vũ trụ Man United và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nha. David Beckham không đơn thuần là một ngôi sao lừng lẫy một thời trên sân cỏ. Ngoài tài năng và danh hiệu ông hoặc anh, tuy bạn đã xem trực tiếp anh ấy chơi bóng hay chưa, là một tài tử bóng đá. Thứ nhất, cũng dễ hiểu nhất, Beck đẹp trai như một tài tử, gương mặt thiên thần, mái tóc rẽ ngôi bạch kim, ánh mắt nâu sâu thẳm. Chàng tiền vệ số 7 của Manchester United trong những năm cuối của thập niên 1990 không hề kém cạnh bất cứ Mỹ Nam nào đương thời. Từ những tài tử thứ thiệt như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt hay chàng ca sĩ điển trai Nick Carter của nhóm Backstreet Boys lừng lẫy. Thứ hai, Beck là cầu thủ đá bóng tiên phong trong việc đá bóng và khai thác thương mại tên tuổi cũng như hình ảnh bản thân. Nếu như những bậc tiền bối chỉ biết 3 buổi đến sân rồi lao đầu vào nhậu nhẹt ăn chơi trác táng, thì Beckham ngoài thời gian dành cho bóng đá, anh còn kiếm được rất nhiều tiền từ các bản hợp đồng quảng cáo. Beck thu về 160 triệu đô la từ hợp đồng với Adidas, 14 triệu đô khác cho một dòng nước hoa, hàng chục triệu đô khác cùng Vodafone và Gillette, cũng như số tiền khổng lồ thu về trong 10 năm liền giữ vai trò đội trưởng của đội bóng đặc biệt có thể mệnh danh là Galacticos của Galacticos. Đừng nhầm với Real Madrid, Raul Gonzalez, thủ quân của đội bóng này, cũng chỉ là thành viên của đội bóng đặc biệt do Beck làm thủ quân này mà thôi. Đó là tập đoàn giải khát Pepsi. Và cũng giống như các tài tử, Beckham xuất hiện đều đặn trên trang bìa tạp chí danh tiếng hay các sự kiện đình đám. Áo quần anh mặc, kiểu tóc anh cắt đều lập tức trở thành xu hướng thời trang. Nào các thanh niên 8X, 9X, đừng nói rằng các bạn đã quên kiểu đầu bổ luống huyền thoại hay mái tóc màu hắc độc dị mà Beck từng để. Và để chứng minh cho độ phủ sóng của Beck, Google cho biết David Beckham là từ khóa thể thao được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào các năm 2003 và 2004. Vì vậy, một cây bút từng viết, Beckham được biết đến như một tầm vóc thế giới tương tự những công ty đa quốc gia như IBM hay Coca-Cola. Mặc dù ngày nay, IBM đã bớt nổi tiếng, còn Beckham là đại diện hình ảnh cho Pepsi, đối thủ chuyên kiếp của Coca-Cola. Một khía cạnh đời tư khác cũng rất minh tinh của David Beckham là cuộc hôn nhân với Victoria Adams, cô ca sĩ nóng bỏng của nhóm nhạc pop lừng danh Spice Girls. Mối tình và cuộc hôn nhân của cặp đôi này thu hút sự chú ý cực lớn của truyền thông và công chúng. Vì vậy, tên tuổi cả hai càng được đánh bóng hơn nữa. Thậm chí, chuyện tình Post và Beck như truyền thông đặt tên trở thành hình mẫu cho những cầu thủ sau này phát triển tên tuổi ngoài sân cỏ cùng nửa kia xinh đẹp và danh tiếng. Chẳng nói đâu xa, báo chí Bồ Đào Nha từng ví Công Vinh và Thủy Tiên là một cặp post Beck của Việt Nam. Tự chung, Beck là một hình mẫu tuyệt đối cho cái gọi là minh tinh sân cỏ. Những cầu thủ không chỉ giỏi đá bóng mà còn có sức cuốn hút khủng khiếp bên ngoài sân cỏ. Tất nhiên, nói đến Beckham không thể chỉ nói về độ phủ sóng bên ngoài sân cỏ. Anh là một tài năng xuất sắc của Man United nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Beck sinh ra và lớn lên tại London, nhưng gia đình anh lại là cổ động viên nhiệt thành của Manchester United. Họ thường xuyên di chuyển về Old Trafford để cổ vũ cho Quỷ đỏ thi đấu. Từ đó, không chỉ đam mê bóng đá mà cả tình yêu Manchester United cũng đã ngấm vào cậu bé Beckham. Đến năm 1991, lúc 14 tuổi, Beck ký hợp đồng với lò đào tạo trẻ của MU, để rồi từ đó trở thành thành viên của Class 92 lừng lẫy thiên hạ. Cùng với Man United, Beckham giành được 6 danh hiệu Premier League, 2 cúp FA và chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1999. Đến năm 2003, anh chuyển sang khoác áo Los Galacticos Real Madrid bằng một bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực. Sau đó, Beck còn chơi bóng cho Los Angeles Galaxy, AC Milan và PSG, đồng thời mang băng thủ quân của đội tuyển Anh.
Đến hết mùa 2012-2013, chàng cầu thủ điển trai người Anh quyết định kết thúc sự nghiệp chơi bóng thành công rực rỡ. Vị trí sở trường của Beckham là tiền vệ cánh phải, Beck còn là một chuyên gia đá phạt hàng rào. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã ghi tổng cộng 65 bàn thắng từ những quả đá phạt hàng rào. Bóng từ chân của Beck, dù là đá phạt hay tạt bóng, luôn vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ trước khi tìm đến trúng mục tiêu, là khung thành hoặc cái đầu của đồng đội, chuẩn từng cm như thể được định vị. Tuy nhiên, nếu chỉ gọi Beck là một tiền vệ cánh phải, e rằng quá đánh giá thấp tài năng của cầu thủ tài hoa này. Có lẽ trong ngôn ngữ thời thượng ngày nay, nên gọi Beck là tiền vệ kiến thiết cánh phải mới thể hiện được hết vai trò. Ít ai biết rằng, ông ngoại của Beckham là một người Do Thái. Dòng máu này không biết có tác động để anh đẹp như một thiên thần vậy hay không. Song chắc chắn nhờ dòng máu Do Thái, Beck là một cầu thủ chơi bóng cực kỳ thông minh. Trong quan niệm của đại đa số người hâm mộ, những cầu thủ chạy cánh, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh tại Anh, đòi hỏi phải có tốc độ và sự lắt léo. Ryan Giggs là một ví dụ điển hình, sau này có thêm Cristiano Ronaldo hay Nani. Nhưng nên nhớ rằng, Beckham không hề có tốc độ, khả năng dê dắt cũng không phải quá nổi trội. Anh tồn tại và thành danh ở vị trí bên phải, hoàn toàn nhờ nhãn quan chiến thuật nhạy bén và kỹ năng tạt bóng chứ danh đã đề cập. Hãy quay ngược thời gian trở về mùa giải 1998-1999 sôi động và lịch sử của MU để thấy rõ vai trò của Beckham. Các fan quỷ đỏ nhắm mắt cũng mường tượng ra Sir Alex thời điểm đó bố trí sơ đồ 4-4-2 với 4 tiền vệ giăng ngang là Beck, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs. Lối chơi của quỷ đỏ thời điểm đó máu lửa và trực diện. Các tiền vệ luôn cố gắng đưa bóng nhanh nhất có thể đến 1/3 cuối sân cho các bay trùng Dijok và Andy Cole. Ryan Giggs là mũi xuyên phá bên cánh trái với tốc độ kinh hoàng, nhưng Beckham không làm như vậy. Nhiệm vụ của chàng tiền vệ điển trai này là cung cấp bóng cho bộ ba cộng sự vừa nêu. Lối di chuyển đặc trưng của Beck là lùi sâu xuống vị trí tiền vệ phòng ngự để thực hiện những đường truyền chéo cánh hoặc di chuyển chậm lại bên cánh phải, nhường vai trò băng lên cho Gary Neville để thực hiện những pha trồng cánh hoặc tạt sớm. Điều ngày nay Alexander Arnold thường làm và nhiều người tưởng tượng rằng đó là phát kiến mới. Tóm lại, trong hệ thống tấn công của MU lúc bấy giờ, Giggs dâng cao như một tiền đạo thứ ba, còn Beck giữ vai trò liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Trong hành trình đến Newcastle, đụng độ Bayern Munich tại chung kết Champions League, Beckham tham gia trực tiếp vào 8 trong số 27 bàn thắng, đồng thời là kiến trúc sư cho nhiều bàn thắng khác của Quỷ Đỏ. Nói cách khác, từ cánh phải, Beckham là trung tâm sáng tạo của đoàn quân đã tạo nên cú ăn ba vĩ đại. Người gần nhất với Beckham trong thế giới bóng đá đương đại là Kevin De Bruyne. Giống như Beckham, De Bruyne không may mắn sở hữu tốc độ hay sức mạnh vượt trội như những cầu thủ người Bỉ. Nhắm mắt cũng biết tạt như thế nào để đưa bóng đến khu vực 5m50. Xa xôi và chiều thượng hơn, nếu Beckham là người Italia, anh có thể cạnh tranh vị trí với Andrea Pirlo. Hãy để ý, Pirlo có phẩm chất nào thì Beckham cũng có phẩm chất ấy. Sự sanh điệu, hào hoa, tay sút phạt tuyệt luân, kỹ năng chuyền bóng ngoạn mục, khả năng ra quyết định nhanh chóng, tính sáng tạo, sự kiên trì và điềm tĩnh. Tất nhiên, vì Beckham là người Anh, cái nôi của 442, nên với kỹ năng tạt bóng phi phàm của mình, Beck phải chơi tiền vệ biên. Thực ra giai đoạn khoác áo Real Madrid, Beckham từng bị kéo về đá tiền vệ trung tâm nhưng không thành công. Lý do là vì anh bị kéo về như một cách nhồi nhét đủ mặt Galacticos, chứ không phải có ý đồ xây dựng lối chơi xung quanh anh. Trung tâm sáng tạo chính của Real Madrid giai đoạn này vẫn là hai siêu sao Zinedine Zidane và Luis Figo. Nhưng dù gì đi nữa, phong cách chơi bóng tài tử của minh tinh sân cỏ Beckham là điều không thể chối bỏ. Bóng đá Anh rất lâu nữa mới có thể sản sinh ra một tài năng cả trong lẫn ngoài sân cỏ như thế.